Shopviet.vn bán được global uy tín giá rẻ chất lượng hàng đầu Việt Nam. Hết rồi, tưng bừng khuyến mãi giảm giá 50% cùng săn áp tiếp giá rẻ và nhiều vòng quay skin khủng. Anh em nhớ lên shop ủng hộ Mua Việt nhé. Choáng này, choáng tiếp lè, hai phát choáng liên tiếp khiến ra ta ăn được Lataria và chồng nghe trở lại Dubai Mobile Việt nhé. Hôm nay mình sẽ chơi một con tướng bị bỏ rơi, bị lãng quên trên kênh của Mobile Việt rất lâu rồi. Vì vậy gần đây có khá nhiều anh em yêu cầu anh Mobile ơi chơi Oma đi liên tiếp. Anh Mobile ơi chơi Moba đi, à không, anh Mobile ơi chơi Oma đi, nó khỏe lắm. À, cái việc mà anh em bảo chơi thì chơi liền luôn, anh em yêu cầu mình chơi nhưng nó khỏe lắm để mình test lại xem nha. Chứ tướng bị lãng quên là có lý do của nó đấy anh em ơi. Ui da, không có choáng, con này phải bật tốc anh, tổ lại sang phải, sang trái, sang phải, sang phải, sang trái. Ôi, may quá không có tốc hành này mình đi rồi. Thực ra thì Oma là vị tướng vẫn khỏe với khả năng khống chế liên tục. Chiêu 1 đánh thương có choáng. Chiêu 2 nếu mà búa màu đỏ như này có choáng là cái chắc chắn luôn. Chiêu cuối sai liên tục, hên xui choáng và tỷ lệ choáng cũng khá là tạm ổn. Tuy vậy một con tướng hên xui và đặc biệt là tầm kỹ năng hơi ngắn. Nếu chiêu 2 mình gõ xa hơn một tí, rộng hơn một tí, còn chiêu 1 mình lướt xa hơn và đường đòn đánh thường cũng xa hơn một tí thì có lẽ Oma sẽ được anh em chơi nhiều hơn. Cái thiếu của Oma chính là quá ngắn, cái gì cũng ngắn hết. Chứ với chiêu cuối khả năng hồi phục tốt, nếu mà đồng đội cũng gom tướng địch lại thì các bạn sẽ rất dễ tỏa sáng với Oma nha. Đấy, trận đấu này mình thấy Oma và Omen kết hợp với nhau khá là tốt. Tuy vậy thì Joker thôi, xong Joker rồi, không có đường nào mà cứu được nữa. Khi mình đuôi rồi thì đánh thấp thấp một tí, cấu giật từ xa kéo máu thôi, đừng có lao lên ham mạng vậy nha. Thực ra thì bạn cũng chưa chắc ăn được Caprile đâu. Zata này, Zata ơi, Zata, choáng hai phát kìa. Ui, phát quay chiều cuối lại không có choáng. Tuy vậy thì Zata bay cũng khá là tốt luôn. Cái này ý, cách chơi đơn giản nha. Anh em lướt chiêu 1, anh em đánh thường, anh em gõ chiêu 2, rồi anh em tiếp tục, anh em đánh thường. Khi mà các bạn dùng chiêu 2 mà gõ vô tướng địch được nhiều mục tiêu thì các bạn sẽ được với chiêu 2 luôn và các bạn sẽ là một cái búa màu đỏ. Anh em gõ cái búa màu đỏ đó cho anh em mới xoay chiêu cuối nha. Đó, cứ xoay xoay áp sát tướng địch thôi. Cách chơi là đơn giản vô cùng, đánh thường nhiều, gõ nhiều và quay nhiều. Nhưng mà gặp mấy cái bạn kiểu miệng khống chế này thì gõ kiểu gì đây? Bạn cũng không lên luôn. Khó anh em ơi, thực sự khó. Cái này tầm chiêu ngắn, nhiều khi muốn công mà không có tới. Cầm tốc hành hoặc là tốc biến nha. Nhưng mà mình nghĩ thì thực sự con Oma này không có mạnh lắm đâu. Không biết là có gánh team được hay không. Hay là để team gánh hay là để leo rank bú win. Rồi về đi ạ à ơi. Xong luôn rồi. Ok, có vẻ khó với Oma rồi. Lao lên gõ, gõ không có tới anh em ơi. Không tới được SP cũng chẳng tới được AD luôn. May là Protido xiên tất nha. Có lẽ mình đi với phối hợp với bạn Omen sẽ hiệu quả hơn. Sai. Ui, không choáng kìa. May nè, bạn Butterfly là kém cơ động nha. Ok, đường đồng đã mất rồi. Bây giờ mình sẽ có công chuyện với bạn Omen để hỗ trợ Omen nhiều hơn. Bạn ấy kéo mình khống chế, hai khống chế kết với nhau sẽ hợp lý hơn này. Chơi nào bạn ơi, chơi nha. Rồi, lên nào. Gõ. Chưa có chiêu cuối anh em ơi. Gõ. Rồi chiêu cuối luôn. Anh em cố gắng gõ chiêu 2 vào đám lính và tướng địch đứng gần nhé, để cường hóa chiêu 2 luôn.
Gõ không tới rồi. Thôi về nha, thôi nha, anh em yêu hết rồi đó. Cẩn thận tim bạn xuống phép cái là đi cả ba luôn. Ok, tải cho tướng team bạn late game thì có bộ đôi Alice Capri rất khỏe. Còn team mình late game thì chẳng có ai khỏe hết. Nên là phải cố gắng combat đến thời điểm gần cuối game là phải win được. Mình nghĩ là Omen có thể khả năng càn được đấy anh em ơi. Chất tướng Omen kết hợp với mình càn nữa, chim ra tay bay vô, Florentino múa. Phải phá lát cái đội hình team bạn, team bạn thực ra thì không có tanker. Nhưng mà nếu để Alice có đủ đồ, sát thương phép siêu to khổng lồ thì cũng không dễ mà lao được vô đâu nha em ơi. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Đợt tí mình vòng ra sau mình gõ cho. Đây 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 đây. 1, 2, không ai lên, trời ơi. Ôi, Platino lúc lùi trên cao các bạn ơi, xuống đi, xuống đi. Lúc trên đấy làm gì vậy? Ở đây có gì à? Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây bạn ơi, kìa. Nhanh, 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 nhanh. Gõ lại, gõ lại, gõ lại. Quay lại, ui, bạn ấy có giải kìa. Nhưng mà quả gõ nó quá đẹp luôn. Quay cũng đẹp nữa. Mỗi tội bắp tờ, hơi khỏe rồi. Ủa, ôm em sao lo lên vậy? Mà ủa, tại sao bạn gốc cơ lên bằng đánh số vậy? Ủa, cái gì vậy? Chịu, chịu, chịu. À, đúng là chất tướng hên xui, nhiều khi mình muốn nó choáng mà nó chẳng choáng cho. Đó, đó là lý do mà mình bảo cái này không có gánh team tốt, không có khỏe. Anh em bảo khỏe thì anh em xem lại chất tướng nha. Không biết anh em chơi kiểu gì mà nó khỏe được. Ra là quá là hên xui luôn. Chơi FP mà, đồng đội đánh hay, đồng đội biết chơi thì mình mới cover và mình mới giúp team giành chiến thắng dễ được. Còn nếu mà team không biết chơi, không đánh hay thì lại phải gánh team thôi. Nhưng mà gánh thế nào đây mới là câu chuyện khó này. Gõ này, gõ này, có mạng rồi nha em ơi, xoay 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 xoay. Lúc nào cũng hỗ trợ team, rồi lao lên gõ to đầu tố địch. Nhưng mà được mạng này, mạng kia của team mình lại lên bảng đến số. Sau khi lên bảng đến số thì ấn ngay nút đầu hàng. Có vẻ bạn Platino ăn được khá khá mạng, sau đó bạn bắt đầu là tại team hết, team tại team mà team thua. Ok, nhưng mình chưa có lên bản đánh số mà vẫn chơi được nha. Ủa, bạn chưa hai sớm vậy? Rồi xong, bật chiều hai quá sớm luôn. Chim ơi bay đi, chim ơi, chim chưa bay thôi mình quay. Quay đều, quay đều, quay đều, quay đều. Quay đều. Bây giờ chim mới bay. Hiện tại thì mình mới lấy được trụ đen xe xa thôi. Mid chưa có, mid chắc cũng sắp bắt trụ được giữa lực thứ 2 rồi. Rồi chưa lấy được cái trụ lên đầu. Khá là khó. Chắc chắn những phút tiếp theo thì bạn sẽ áp lực khá là lớn đó. Cố gắng ôm nha. Thế lính quá thấp, đánh rất là khó luôn. Team lại còn cứ tập trung chửi nhau như này. Bình tĩnh các bạn ơi. Chơi game là vui vẻ không quạo nha. Chơi game thì phải bình tĩnh thì mới win được. Nóng cái đầu là chúng ta sẽ hit đó. Đợi đợi tí, đợi tí nha. Để mình nên mở rau xanh cho này. Khó quá anh em ơi, không có góc vô. Gõ này. Gõ này. Giải, giải hết giải nha. Hết giải hết chục cuối nha. Trời ơi, cái gõ cường hóa của mình một phát giải là xong luôn. Của nó, để Murat áp lực cho thế này cũng khó luôn. Chim thì gãy cánh rồi. Omen với Joker lôi tí nha. Anh em thấy ép ghê chưa? Có này, có này. Người già không có tới rồi, thôi. Ra dọn xe xa đi anh em ơi. Gõ lại, gõ lại, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại, quay. Quay tay một mình, trời ơi. Lại ấn nút đầu hàng rồi. Ủa, cái gì vậy?
Khó, cũng công nhận là khó, nhưng mà cái khó thì chúng ta phải cần phải kết hợp với nhau hơn chứ. Bây giờ là phải lao ra cùng một lúc, chứ cứ lên bảng đánh số từng người làm sao mà chơi được team bạn. Top mid rồng thua lên, thua toàn diện. Rừng cũng thua luôn, đúng là thua toàn diện thật. Ơi thì mình chưa có chết. Cái này là anh em biết lý do là team mình vẫn còn cái cơ hội lật cái kèo nha. Quay này đấy, đi chung với nhau. Đi chung với nhau lao lên team bạn không cản đâu. Ơ chơi kìa. Ui về làm gì bà ơi? Có hoa xiên đi. Mặc dù Buster hơi khỏe nhưng mà làm sao mà cân được floor nhỉ? Trong khi đó bạn Buster là mình choáng cho liên tục như vậy. Ok nha, cố gắng lấy từng chút lợi thế lại, đẩy lính cao lên và đi chung để combat win. Nếu mà team mình lao lên, tất cả lao lên thì với những con tướng lao lên như Zata, như Floor, như Omen và như Oma thì có lẽ là team bạn sẽ không đỡ đâu. Đấy, đặc biệt là với việc là Omen lại còn xích được một người thì team bạn khó mà. Bây giờ team mình nha, bắt lẻ hoặc là đi combat chung. Đi chung bắt lẻ hoặc combat chung nha thì chắc chắn là có cơ hội win. Chứ mà anh em cứ ảo tưởng sức mạnh từng người lên một cho team bạn thịt luộc thì làm sao mà thắng được. Đấy, mục tiêu rồi, đẩy lính cao lên nữa. Gõ này, gõ này. Đợi tí nha, đợi tí nha. Xong rồi chương 1, chương 2 này. Ui, góc này đẹp này. Gõ này, gõ này, gõ này. Bây giờ chụp cuối này. Ok. Ui, lụm hết đi anh em ơi. Lụm hết đi, lụm hết đi. Ủa, Flo đâu rồi? Ồ, chạy chạy bạn ơi, chạy 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 chạy. Không ổn rồi. Có ba đứa mà lùa cả team bạn luôn. Có lo với Joker hỗ trợ team đi. Mình lấy cái trụ ra nha. Ok, có giáp phản rồi. Có giáp phản thì không sợ bạn Caffery nữa. Đó. Cứ bình tĩnh nha, mình mở giao tranh cho anh em chỉ cần nào vô thế nào win. Quá đơn giản luôn. Omen kết hợp với mình anh em ơi. Omen phải kết hợp được với mình, nếu không là cũng khá là khó nha. Với mỗi mình thì không có đủ đâu, không đủ khống chế, không gom một cú địch lại. Cái chương 1 của Omen sẽ gom, sau Oma sẽ quay. Ok, chiến thuật lên rồi, let's go thôi. Từ từ đừng lại ảo tưởng rồi. May may là còn hay nha. Hay nhưng mà không ai hỗ trợ, một mình cần tìm quá khó luôn. Đây này, đây này, Omen ơi, chơi mình này. Chơi, đúng rồi, hết chiêu rồi, chơi đi. Hay, đồ 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 đồ, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Thế này thì chạy làm sao được, chim đến và xử lý quá dễ dàng luôn. Bây giờ đẩy thẳng là win rồi anh em ơi. Bạn Murat thì bị Joker lùa. Joker làm sao mà thua Murat được nhỉ? Được không em ơi? Rồi, bây đẩy thẳng ở win luôn nha. Ui, Murat đã còn bị xử lý cái kia. Omen mạnh quá, đúng rồi bà ơi. Bây giờ còn mỗi Buster vừa ra xong nha. Buster ra thì mình lùa cho. Chạy hẳn về nhà luôn, anh em lấy trụ nha. Chiến thuật đã lên rồi, thì chỉ cần win thôi. Ok, có lẽ thì video clip của mình cũng đến đây hết rồi. Chắc là anh em đã dành thời gian quý báu của mình nha. Ô ma có khỏe không? Thì không có khỏe đâu. Thật sự chơi không có khỏe. Chơi khó dã man luôn anh em ơi. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.